Xin chào quý vị trở lại chương trình Trực Diện TV. Tiếp tục những thông tin liên quan đến hội Va Ba cũng đã biết dương và cái phái đoàn của thành phố Auckland đang có chuyến viếng thăm ở trong Việt Nam, hay còn gọi là đi du lịch và kết hợp với làm việc và thăm qua một số các cái địa phương ở trong nước. Thì những cái thông tin chúng tôi đã chia sẻ trong một vài cái chương trình trước đây là chúng tôi dựa trên báo chí cũng như là một vài các cái truyền thông khác, cụ thể như là báo Thanh Niên, và hiện giờ là những cái thông tin từ chính phố Bình Sa TV, một cái kênh YouTube được coi như là đi sát với cái đoàn của ông Đào Bích Dương và cái đoàn của Auckland. Thì cái đoàn mà đi thăm này đó là chủ yếu bây giờ gói gọn lại, chúng ta thấy nổi bật lên đó là thành phố Auckland. Thành phố Auckland là chủ sĩ, hay nói đúng hơn là cái người dẫn đầu cái chương trình, bởi vì trên cái trang nhà của thành phố đó có ghi là bà thị trưởng Senthal là cái người dẫn đầu cái chương trình, và có cái sự tài trợ của hai cái nhóm, trong đó có cái nhóm Va Ba của ông Đào Bích Dương. Thì hình ảnh ngày hôm qua phố Bình Sa TV đưa lên cho thấy rằng cái nhóm người đại biểu này thì đang đi vào một số các cái cơ quan ở tại Hà Nội, trong đó có tòa nhà Quốc hội, để mà gặp gỡ hình như là ủy ban đối ngoại của Quốc hội đó, có một vài những cái người đại diện ở phía bên Việt Nam, nhưng mà người ta vẫn mời vào trong một cái hội trường, và hai bên thì có hai cái dãy bàn để mà ngồi đối diện với nhau để mà trao đổi thẳng thắn về những cái vấn đề. Thì trong cái khán phòng, những hình ảnh quay được cho thấy rằng cái tòa nhà Quốc hội thì rất là sang trọng rồi, rất là nghiêm trang và mang cái màu sắc là cái cơ quan đại diện, cái cơ quan mà quyền lực nhà nước tối cao của Việt Nam. Cho nên ở dưới thì thảm đỏ, ở phía trên thì tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như là cờ đỏ sao vàng. Và phái đoàn của ông David Dương thì đi về và cùng với cái Auckland để mà tạo cơ hội và kiếm việc làm những cái lời nói có cánh của ông David Dương, cái hội Va Ba và những người trong cái phái đoàn. Đó là tìm cơ hội giúp ích nhằm tạo công ăn việc làm cho cái Auckland cũng như là tạo công ăn việc làm cho Việt Nam, kích hoạt, kết nối, kết hợp chặt chẽ về vấn đề đầu tư, mở rộng về cái sự hợp tác chặt chẽ trong cái lĩnh vực là cảng, rồi hiểu biết hơn nữa về một số các vấn đề khác. Thì chúng tôi không nói về cái trọng tâm, không nói về cái nội dung nữa, không nói nội dung là hôm nay sẽ hợp tác được cái gì và có thực chất hay không, hay là có ký kết được cái MOU nào hay không, hay là ngay cả sau cái chuyến đi này chỉ là những cái chuyến đi du lịch cho vui thôi. Nhưng mà chúng tôi đã nói khía cạnh khác, khía cạnh là hội Va Ba. Bởi vì bây giờ đó, thôi trước khi mà nói cái điều này thì chúng ta cũng xin giới thiệu một chút về cái clip của ông Vũ Văn Lân. Vũ Văn Lân thì mới đưa lên hình như là bao nhiêu phút không biết nữa, cách đây hình như là một ngày rồi đó. Thì trong cái clip này nói về toàn cảnh trong buổi gặp gỡ dân cử và doanh nghiệp Auckland với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam. Theo đó thì chúng ta thấy ra những cái hình ảnh thì bà Senthal ngồi kế ông Đào Bích Dương, và ông này hình như là của chủ tịch hay chairman gì đó của ở phía bên cảng Auckland. Auckland là một trong ba cái cảng ở phía Bắc California rất là quan trọng. Thì ông này là như là bên đối ngoại của phía bên chính quyền của Việt Nam, có treo cái phù hiệu cờ đỏ sao vàng ở đây. Người nói tiếng Mỹ cũng khá là giỏi, rất là giỏi. Và đây là cái khung cảnh chung của cái tòa nhà Quốc hội. Không phải là tòa nhà Quốc hội, chẳng phải là trong một cái phòng thôi, một cái hội trường trong rất là nhiều các hội trường của tòa nhà Quốc hội. Thì cái việc tiếp xúc long trọng như thế này, một cái bầu không khí mà chúng ta thấy rằng trong một cái trụ sở chính trị, một cái cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Việt Nam, cái việc ông David Dương, cái hội Va Ba ở Mỹ thì treo cờ vàng, kéo cờ vàng cùng với cờ Va Ba bay phấp phới ở trên cái cộng đồng tị nạn cộng sản, rồi vinh danh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa các thứ. Nhưng mà giờ đi về thì được trải thảm đỏ, được tiếp đón và trong một cái bầu không khí như vậy, và nói rằng là phục vụ và ủng hộ cho nhà nước Việt Nam, ủng hộ cho cái công ăn việc làm, giúp cho Việt Nam thịnh vượng và phục vụ cho đất nước Việt Nam. Thì tất cả những cái điều đó đó, những cái hình ảnh như vậy và trước sau, chúng ta cho thấy một cái điều gì? Thì cho thấy rằng cái chuyến đi này có thể nói rằng nó là một cú tát rất là mạnh, rất là dữ dội vào cái nhóm gọi là chống cộng cùi ở hải ngoại. Trong cái nhóm mà vừa qua khi mà Va Ba cho kéo cái lá cờ vàng
bay ở trên Phước Lộc Thọ thì nhiều người chống cộng cực đoan cứ mừng rơn, cứ vỗ tay hoan hô, cứ nói rằng ông Đào Bích Dương là quay đầu rồi, cái nhóm như là Jimmy rồi đó đi phỏng vấn một số những cái anh già mà ở Bắc California thì cho rằng là nào là trở về với chính nghĩa quốc gia, là chọn đã thấy là cộng sản là sai, bây giờ không có quan hệ cộng sản đâu, Dương mà trở lại với cộng đồng, trở về với không còn làm ăn với cộng sản các thứ. Thì tất cả những cái điều đó là những cái điều bịa đặt, những cái điều nói láo, những cái điều mà họ chả hiểu gì về cái vấn đề mà họ làm ăn, nhất là đối với bà ba cũng như là ông Đào Bích Dương. Thì đối với những người mà làm ăn như ông Đào Bích Dương thì quan trọng nhất là cái gì, là lợi nhuận, là vấn đề mục đích kinh doanh, là vấn đề tạo ra tiền của, cho nên là mọi cái vấn đề khác đó nó là thứ yếu thôi, theo quan điểm của chúng tôi nhìn nhận như vậy. Có lẽ là các bạn nói rằng là chúng tôi nhìn nhận thiện cận, hoặc là có thể là không đúng, nhưng mà cái góc nhìn mỗi người có thể khác nhau. Mặc dù có nhiều người nói rằng ba ba đang lao vào vấn đề chính trị khi mà tổ chức một cái sự kiện rồi thực hiện nhiều cái hoạt động là tài trợ cho các cái dân cử hay là kết nối dân cử, rồi bây giờ lại kéo cờ đỏ, kéo cờ vàng, rồi gọi là vinh danh Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy thì nó lại mang tính chất chính trị. Nhưng mà chúng có người thì cửa lại cũng cũng nói với chúng tôi là ông Đào Bích Dương là làm ăn, cho nên đó là cái việc mà có kéo cờ như vừa rồi là chẳng qua là để xoa dịu thôi, để mà làm hài lòng, vuốt ve cái lòng tự ái của các cụ trong cái cộng đồng chống cộng, để cho các cụ mừng rơn, các cụ vui sướng, các cụ không có la lối để mà chống đối nữa, để rồi đó là ba được thoải mái, ông Đào Bích Dương được thoải mái hơn. Chứ còn hơn bây giờ là họ cứ ho hăm he, họ đòi biểu tình, hoặc là họ kích động, họ làm những cái vấn đề nó tạo ra cái sự mà khó khăn cho cái hoạt động của ba hay là cái đánh giá nhân ông Đào Bích Dương. Thì chúng tôi nói những cái điều này để cho các bạn thấy được một cái bối cảnh trong cái cộng đồng ở hải ngoại là rất là phức tạp. Thì thật ra theo góc nhìn của chúng tôi đó, thì cái việc mà họ nói rằng ông Đào Bích Dương né tránh cái áp lực để mà làm những cái điều đó, kéo cờ vàng hoặc là vinh danh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó không có đúng. Bởi vì nếu mà nói về áp lực của cộng đồng, người ta chụp mũ ông Đào Bích Dương là làm ăn với cộng sản, hay là gọi ông ta là vua rác, và nào làm có lợi từ trong Việt Nam, hay là họ chỉ trích ông Đào Bích Dương, thì đó quá nhiều rồi, đã hơn một thập kỷ nay kể từ khi lần đầu tiên ông Đào Bích Dương về Việt Nam. Từ khi mở cái bãi rác đó, hoặc là theo từng năm từng tháng, thì cái cộng đồng ở hải ngoại người ta thừa biết cái điều đó. Không có lý do gì đến ngày hôm nay mà mới gọi là áp lực, và cái sự mà chịu đựng trước cái áp lực của cộng đồng, gọi là cộng đồng cơ vàng, cộng đồng chống cộng ở hải ngoại, thì nó đã quá nhiều rồi, quá thừa rồi. Và chúng tôi lúc đầu thì rất là trân trọng ông Đào Bích Dương, và cũng đánh giá rất là cao về cái thái độ ông Đào Bích Dương khi mà nói không với vấn đề chính trị, không có nhắc nhiều vấn đề cờ vàng cờ đỏ hay là chống cộng chống kiết gì ở đây, hay là ngay cả gọi là ủng hộ tôn vinh cái gì mà gọi là cờ đảng cộng sản gì cả. Nhưng mà mãi sau này có lẽ là trong khi mà ba trong 2 năm đây thì lại có dính dấp quá nhiều đến các cái dân cử, rồi nói ủng hộ là đã dướng với một vài những cái truyền thông gọi là chống cộng cực đoan ở tại hải ngoại. Mặc dù biết rằng là Trần Nhật Phong với Trương Huy là chống cộng bằng mồm, kiếm coi như là kiếm view ở trên mạng xã hội, tuy nhiên là những cái xỉa xó, những cái chỉ trích, những cái sự kích động đó nó mang đến chất thù hận rất là quan trọng đối với cái môi trường lành mạnh phát triển ổn định của Việt Nam. Chúng ta đã từng thấy đó, ví dụ như là sau cái sự kiện mà dạ tiệc ba thì Trương Quốc Huy còn lên nói là sẵn sàng đốt cái xe của VinFast, rất là kinh khủng. Những cái điều đó đó nó tạo ra một sự kích động, nó nhấn một cái trọng tâm cho thấy rằng đó là cái sự thù hận đối với những cái doanh nghiệp đến từ ở Việt Nam, đến đó là cần phải đốt xe luôn, kinh khủng lắm. Và có thể gieo rắc cho những cái người mà những cái fan hâm mộ của anh ta, nhiều khi nó lại có thể là bị kích động và có thể là thực hiện những cái hành vi, cái điều đó là không thể chấp nhận được rồi. Và ba cũng Đào Bích Dương thì trong cái buổi dạ tiệc lại mời hai cái YouTuber này, thì cái sự mời đó là một cái điều mà người ta thấy cũng đã rất là lạ rồi. Nhưng mà sau đó thì ông Đào Bích Dương đi vào trong Nam California, đến thành phố Westminster, rồi lại đăng đàn trên cái kênh của Trần Nhật Phong để dành cho một cái buổi phỏng vấn rất là riêng. Và Trần Nhật Phong nổi lên như là một trong những cái người mà bám sát với ông Đào Bích Dương. Không biết rằng có
được trả tiền, hay là có được trở thành một cái nhân viên, hay là một cái người thân tính như thế nào hay không, hay là một cố vấn gì đó để mà hoạch định các cái chương trình hành động cho ông Trần Bích Dương hay không. Nhưng mà cái sự kiện ngay tại trước cái tiền sảnh của cái cuộc họp thành phố Westminster, trong đó thì chúng tôi có sự có mặt, có sự chứng kiến. Và khi mà ông Đa Bích Dương trả lại cái bằng tưởng lục cho thành phố thì chúng tôi đã đặt những cái câu hỏi. Bữa hôm đó thì có chúng tôi, có Kẹo Ngọt Bonsa, có Vũ Hoàng Lân, có một vài các cái YouTuber ở tại hải ngoại nữa. Thì thấy một hành động rất là quái lạ khi mà Trần Nhật Phong không biết rằng có cái sự thân tính như thế nào hay không mà đã nắm tay ông Đa Bích Dương mà lôi ra hẳn cái cuộc phỏng vấn của chúng tôi một cách rất là thô tiễn, một cách rất là coi như là không thể chấp nhận được. Chúng tôi không muốn dùng từ nặng này hơn, nhưng mà cái điều đó đó làm cho chúng tôi suy nghĩ rằng là ông Trần Nhật Phong, một cái kênh truyền thông chống cộng, chửi cộng sản, xỉa xói các vấn đề của Việt Nam, là rất là thân tình với ông Đào Bích Dương, một cái truyền thông như vậy. Thì cái điều đó đó nó làm cho cái góc nhìn của những người trong nước, luật pháp ở trong nước, người ta nhìn nhận rằng cái thái độ chính trị của Ba Ba hay là thái độ chính trị của ông Trần Bích Dương nằm ở đâu. Và ngay một hai ngày sau đó thì rõ ràng là đến cái ngày 30 tháng 4 thì lại bùng nổ một cái sự kiện là kéo cờ vàng ba sọc đỏ cùng với cái cờ là Ba Ba, và cũng như là tặng những cái lẵng hoa trên đó ghi là tri ân chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái điều này đã được khẳng định rất là rõ ràng rồi, cái thái độ chính trị rất là rõ ràng của Ba Ba là cờ vàng. Thì chính vì cái điều đó cho nên rằng SBTN thông qua là Jimmy mới lên phỏng vấn nhiều người, rửa mặt rửa mũi, nói rằng là ông Đa Bích Dương đã quay đầu, nào là trở về chính nghĩa quốc gia, nào là chúng ta thành công quyển để chiêu hồi, các thứ rất là ngây ngô. Và việc Ba Ba kéo cờ vàng á làm cho chúng ta rất là khó hiểu, và chính bản thân của chúng tôi hay là ngay cả trực diện TV hay là một vài những cái người khác mà họ đứng ở góc độ là trung dung đó, họ không muốn ủng hộ Ba Ba trong cái thái độ như vậy, bởi vì thái độ chính trị cờ vàng cờ đỏ, có nhiều người đánh giá rằng cờ vàng cờ đỏ đã không quan trọng nữa, nhưng mà đối với chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng nó rất là cực kỳ là nghiêm trọng, bởi vì một trong những cái kênh mà chống phá rất là dữ dội ở Việt Nam, xỉa xói chửi bới Việt Nam nhiều nhất đó là Trương Quốc Huy, N10TV. Thậm chí là Trương Quốc Huy còn nói rằng là kể chuyện về Hồ Chí Minh hay nhất ở hải ngoại cơ mà. Nghĩa là muốn đem những hình tượng của nguyên thủ quốc gia của Việt Nam, một cái lãnh tụ của Việt Nam ra để mà chế giễu, để mà phỉ báng. Và đã ra rã như vậy rất là nhiều năm. Và chúng ta thấy rằng ngay cả và dẫn đầu những cái phong trào chống cộng ở hải ngoại, ngay cả những cái dân cử mà Ba Ba ủng hộ hay là tài trợ và mời vào trong cái dạ tiệc Ba Ba, như là Trí Tạ, như là Charlie Nguyễn Minh Chí, hay nhiều người trong khu vực đó, ngay cả Trần Thái Văn cũng vậy. Trong cái sự kiện 35 năm ở Lý Đô Sài Gòn, đã vinh danh một cái YouTuber là Trương Quốc Huy, coi như là một cái người nổi lên là lãnh đạo cái phong trào mà gọi là truyền thông ở hải ngoại. Dĩ nhiên là trong đó không có chúng tôi rồi, chúng tôi không phải là chấp nhận những cái chuyện như vậy. Nhưng mà cái điều đó lại được làm rất là công khai. Cái cộng đồng ở hải ngoại đó bây giờ phải cúi đầu trước những cái truyền thông như là ông như là N10TV, bởi vì chửi cộng sản hay quá. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng ngay cả những cái kênh mà gọi là hàng đầu như vậy lại có dính dấp, lại có rất là chặt chẽ với Va Ba, với ông Đào Bích Dương. Cụ thể thì sau cái sự kiện mà Va Ba đó thì ông Đào Bích Dương gần như không có trả lời trên một cái kênh báo chí nào khác ngoài trừ Vũ Hồng Lân. Vũ Hồng Lân là nhiều người nói là giống như là người ruột của Va Ba cũng Đào Bích Dương. Tuy nhiên thì ông Vũ Hồng Lân thì mang rất là trung dung, có thể nói rằng bên nào thì cũng có thể rằng, với ông Vũ Hồng Lân thì không bao giờ nói quan điểm cả, chỉ là đi hỏi người ta và người ta có thể là nói qua nói lại thôi, chứ ông Vũ Hồng Lân không có gì nói hết. Trong khi đó thì ngoại trừ Vũ Hồng Lân ra thì người ta chỉ thấy ông Đào Bích Dương trả lời trên SBTN thông qua là Jimmy hay là Vũ Nhân, cũng là một kênh chống cộng rất khét tiếng. Có thể nói là SBTN của Trúc Hồ và những cái nhóm ở bên đó thì người ta thấy là chuyên môn nói về vấn đề tiêu cực của Việt Nam. Chuyên môn đây tạo dựng ra, đưa ra những con số rất là kinh khủng nữa. Rồi ông Đỗ Bích Dương chỉ đăng đàn ở trên cái kênh của Trần Nhật Phong. Và
đã có cái việc mà gọi điện trực tiếp để mà xuất hiện ở trên cái kênh của N10 TV khi mà phỏng vấn những cái vấn đề các thứ mà nó rất là riêng biệt, để mà người ta nói rằng là xuất hiện lên đó để mà bơm thổi những cái kênh này để tạo ra cái tiếng nói nó vang xa, và nghĩ rằng cái kênh đó là những cái kênh có thể giúp ích rất là nhiều cho Fava cũng như là quảng bá cái tiếng nói của ông Trần Bích Dương. Trong khi đó thì riêng đối với chúng tôi hay là những cái nhóm người thì cũng có những cái cuộc tiếp xúc, nhưng mà tổ chức xúc chung thôi. Ngay trong cái buổi mà ông ta trả lại cái bằng tưởng lục và cũng chỉ đặt một vài các câu hỏi chứ không có những cái cuộc tiếp xúc riêng. Nói những cái điều này để mà chúng tôi muốn chứng minh rằng đó cái va ba của ông Đa Bích Dương đã có một sự kết hợp chặt chẽ với những cái truyền thông chống cộng ở hải ngoại, và rất là chặt chẽ đối với coi như là những cái dân cử nữa. Chính vì cái chuyến đi về Việt Nam lần này cũng nói là các dân cử, chúng tôi mới đặt vấn đề là có cái dân cử chống cộng hay không, có Tạ Đức Trí hay không, có coi như là Charlie Nguyễn Minh Chí hay là Trần Thái Văn hay bao nhiêu người khác hay không, có những cái YouTube chống cộng như là Trần Nhật Phong với Trương Quốc Huy đi về hay không. Cuối cùng thì không, bởi vì chúng ta biết rằng những người đó không bao giờ dám về cả, họ chỉ ngồi một chỗ hô hào chống cộng, chúng ta phải chống, chúng ta phải đây này, phải thế kia, phải ở bên hải ngoại thôi, ngồi ở trong máy lạnh phải thôi, chứ làm sao mà dám mà thò tay xuống mà đưa cái tấm hình hay là đưa những thông tin của mình xuống yêu xin là chính quyền Việt Nam cấp visa. Và ngay cả khi người ta có cấp visa, người ta đãi thăm đỏ cũng không dám về nữa, bởi vì chống cộng và biết là người Việt Nam không ưa rồi. Cái đám đó mà về thì có lẽ là người Việt Nam đó, chính quyền có thể là trải thảm đỏ mời, nhưng mà dân người ta cũng phản ứng thôi, bởi vì người ta rất là sốc, người ta không thể chấp nhận được, bởi vì cái sự hy sinh của những cái người mà để mà giữ được cái thành tựu như ngày hôm nay của Việt Nam, người ta phải đổ xương máu, phải rất là khó khăn vì những cái vấn đề cờ vàng cờ đỏ, vì những vấn đề mà khác biệt với nhau và tạo ra những cái sự thù hằn đó, mà nó đã gây ra bao nhiêu các cái mất mát đau thương rồi. Người ta không muốn nuôi giận dưỡng những cái hận thù đó nữa, không muốn lấy cờ vàng ra để mà dọa nhau nữa, để mà hù dọa cái chính quyền Việt Nam hay là hù dọa những người trong nước nữa, hay là muốn lấy cái đó để làm áp lực với cái cộng đồng người Việt ở tại Việt Nam. Những cái chuyện như vậy là không thể chấp nhận. Trong cái xu thế bây giờ là kết nối làm ăn giữa Mỹ với Việt Nam là những cái cựu thù, nhưng mà bây giờ người ta bỏ quá khứ, không có nhắc diễn đề quá khứ. Tại sao hồi xưa anh dội bom ở tại Khe Sanh, tại sao anh tấn công vào trong cái khu vực chỗ này chỗ khác, không có, người ta không có nhắc về vấn đề quá khứ gì hết, tại sao như vậy, tại sao thế kia, tại sao thế nọ, mà người ta quên hết. Trong khi đó có một đám chống cộng cuội, có một đám mà nó đầu cơ về cái thù hận, nó nuôi dưỡng cái hận thù để mà nó trục lợi, một cái đám mà nó truyền thông bẩn, nó hô hào như vậy. Rồi bây giờ nó dương cờ vàng cờ đỏ, nó dương cờ vàng, nó hô hào là vinh danh Việt Nam Cộng Hòa các thứ, người ta biết rõ ràng là cuội, và để làm có mục đích gì, là có mục đích là nuôi dưỡng hận thù, là có mục đích là xoa dịu cái lòng tự ái của những cái người mà chống cộng, để mà làm cho họ lầm tưởng rằng là mình là cái người chống cộng, hoặc là nó nuôi dưỡng cái lòng hận thù để mà làm áp lực ngược lại phía bên chính quyền ở Việt Nam, để rồi đặt Việt Nam vào cái thế là phải như thế nào. Thì đây đã là đến lúc rồi, đến lúc mà chúng ta cần phải có những cái thái độ rất là rõ ràng. Bây giờ là làm ăn kinh tế hay là làm chính trị? Và nếu mà làm ăn kinh tế mà dính liền cái chính trị cờ đỏ cờ vàng, gắn liền với vấn đề thù hận, gắn liền với vấn đề quá khứ, thì có được khuyến khích hay không? Và đây là một cái điều vô cùng nghiêm trọng, bởi vì nó nghiêm trọng ở chỗ nó tạo ra cái tiền lệ. Nếu mà tiền lệ này không được giải quyết đó, thì những cái doanh nghiệp khác, thí dụ như ở tại Hoa Kỳ đi, họ cũng sẽ làm như vậy, vừa tài trợ cho cờ vàng, vừa ủng hộ cờ vàng, vừa vinh danh cờ vàng, vẫn được về Việt Nam làm ăn bình thường, vẫn có thể tài trợ cho các cái tổ chức khủng bố ở tại Mỹ chẳng hạn, những tổ chức mà Việt Nam đưa vào sổ bị đen, hoặc là họ cũng có thể tài trợ cho những cái chương trình giống như cái chương trình vừa rồi đó, là cái chương trình gây quỹ để mà kiện tụng Formosa, cũng được biết có những cái doanh nghiệp làm ăn ở trong Việt Nam rồi kết hợp làm ăn ở tại Mỹ cũng tài trợ cho cái chương trình đó, thậm chí là lên tới mấy chục ngàn mỹ kim. Như vậy thì nó sẽ nhập nhằng ở chỗ nào? Vừa hợp tác vừa đấu tranh, vừa hợp tác vừa đánh phá, hay là như thế nào? Như vậy thì những cái lời nói
đầu môi chót lưỡi rằng là muốn phát triển cộng đồng, muốn đầu tư, muốn tìm cơ hội, muốn các thứ này kia nọ, nó dừng lại đâu. Đây là một cái điểm mà nó tạo ra một cái điều rất là khó hiểu. Khó hiểu bởi vì chúng ta không biết đâu là cái chân lý, đâu là cái điểm đúng. Bởi vì xác định được cái điểm đúng, nó mới là một cái kim chỉ nam để mà các doanh nghiệp khác làm. Tôi nói ví dụ như những cái doanh nghiệp mà đầu tư từ trong Việt Nam đi mà ra bên Mỹ, thì bây giờ họ đến Mỹ là vậy, như vậy là đến Mỹ phải phục tùng cộng đồng sao? Vậy thì họ là một doanh nghiệp từ Việt Nam qua bên đây, mai mốt họ cũng treo cờ vàng à? Hay là họ cũng vẫn ủng hộ cờ vàng sao? Họ cứ nói là vinh danh Việt Nam Cộng Hòa sao? Hay là họ lại phải chiều chuộng cái cộng đồng này khi mà dự bất cứ cái dạ tiệc nào, hay là gây quỹ gì, quỹ cảm ơn anh hay là tiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa gì đó, các thứ họ cũng phải cho tiền hay sao? Hay là kiện tụng Formosa các thứ để mà chống đối chính quyền Việt Nam, đưa chính quyền Việt Nam ra tòa, thì họ cũng phải ủng hộ hay sao? Tất cả những cái điều đó nó đưa vào trong một cái thái độ chính trị vô cùng nguy hiểm, và đã làm kinh tế Việt Nam thì đang trải thảm đỏ và cần chào đón rất là nhiều các cái làn sóng đầu tư. Nhưng mà những cái làn sóng đầu tư đó là những làn sóng, là những cái con chim đại bàng, những cái con chim mà coi như phượng hoàng, chứ không phải chào đón những con chia sẻ, và cũng không chào đón những thứ mà đi vào mà lận dao găm, hay là muốn thực hiện những cái chiêu trò riêng, nghĩ là mình qua mặt được cái nhóm này hay qua mặt được nhóm kia, hoặc mình kích động những cái thù hận, mình ấp ủ nuôi dưỡng những hận thù và nó được che đậy bởi những sự hợp tác để mà làm ăn. Tất cả những cái điều đó, đó nó là một cái đặt vào trong một cái điều kiện này cần phải giải quyết. Thì chúng ta nói dông dài một chút để mà chúng ta hiểu được cái bối cảnh về cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Chúng tôi không chưa muốn nhắm vào một cái nhóm nào cả, và chúng tôi cũng không cần nhắm vào cái nhóm ba ba hay là cái nhóm của coi như là của cái gì Auckland. Chúng tôi chỉ nói chung chung như vậy thôi. Nhưng bây giờ phải trở lại cái ba ba. Bây giờ thì trở lại cái ba ba đó, thì rõ ràng là cái việc mà những hình ảnh mà chúng ta thấy ở đây trên phố Bosa TV, nghĩa là cái gì? Nghĩa là ngồi trong cái khu vực như thế này, tức là trở về với cờ đỏ, và ba ba và phái đoàn dân cử và hình ảnh của ông Đào Bích Dương chúng ta thấy rất là rõ ha. Và ngồi trong cái không khí như thế này mà nói những cái lời có cánh đối với chính quyền Việt Nam, thì chúng tôi muốn kết luận một cái điều rằng đó là một cú tát tay rất là lớn cho những cái nhóm mà ở hải ngoại, những cái nhóm chống cộng cùi ở hải ngoại, những cái nhóm như là của Trần Nhật Phong hay là của Jimmy hay là coi như là của Trương Quốc Huy, rồi một cái nhóm như Nghe Lữ rồi cái gì đó trên Bắc Cali đó, cứ mở miệng nói ông Đào Bích Dương bây giờ treo cờ vàng là trở về chính nghĩa quốc gia rồi, nào là vui vẻ nói không với cộng sản các thứ này kia cái nọ, thì không có, làm gì có. Doanh nghiệp như Vaba, ông Đào Bích Dương thừa nhận công ty rác đang còn ở trong Sài Gòn, đang ở Đa Phước, rồi ngay cả có thêm một cái dự án rất là lớn ở bên Long An nữa, làm gì có chuyện mà không làm ăn với cộng sản. Rồi nào làm quay ngược lại tung hô nói lung tung xà ngầu hết. Thì cái chính là cái việc về lần này cho thấy rằng đó là một cú tát tài. Tát tài cho cái đám mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại. Cái đám mà nó đi theo mà nó bưng bô ông Đào Bích Dương mà nó lại đi lý giải những cái điều rất là bậy bạ. Nó lý giải rằng ông Đào Bích Dương là thực hiện hiện giờ là cờ vàng rồi trở về chính nghĩa. Tào lao, chính nghĩa gì đây, cờ vàng gì đây. Trong cái đó ông làm ăn ông về với cờ đỏ, ngồi trong ngâm dưới tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh như vậy. Dưới lá cờ vàng qua sọc đỏ, dưới cờ đỏ sao vàng như vậy, được chính phủ Việt Nam, được hoàn quản là chính phủ Việt Nam và quan chức Việt Nam họ tiếp đãi long trọng như vậy. Còn mở miệng nói nào làm kéo cờ vàng, làm sướng rơn cái đơn vỗ tay các cái cụ Bắc Cali vậy, bây giờ là coi như là phải tỉnh ngộ lại thôi, phải hiểu được rằng đâu đó là chân giá trị. Cứ nhìn thấy một chút thì bởi vì họ chống cộng như vậy mà họ đòi thế này đòi thế kia, là mang dân chủ nhân quyền cho người khác, thấy rất là buồn cười. Cái sự việc đó thì hãy tỉnh lại đi và hãy hiểu được đâu đó là giá trị. Và chúng tôi thì cũng mong rằng cái chuyến đi về của ông Đào Bích Dương là nó có thực chất và nó mang lại những cái hiệu quả về cái sự hợp thỏa hợp tác. Và cái sự hợp tác đó chúng tôi muốn thấy rằng nó phải thể hiện một con số, hoặc đã thể hiện bằng cái thực lực,
chứ không phải là những cái lời nói suông hay là những cái chuyến đi du lịch thăm thú rồi gặp các cái quan chức rồi C2 với nhau rồi tiếp đãi rồi nói lung tung sà ngầu tốn hơi tốn sức mà rốt cuộc không có mang lại cái lợi ích gì cả. Thì cái điều đó thì cũng đã từng xảy ra rồi. Thật ra thì nhiều người nói rằng là cái thành phố Auckland cũng là một thành phố rất là nhỏ thôi, việc gì đâu mà phải mờ như này. Nếu mà nói về cái thành phố nhỏ thì các bạn có thể là cãi, nhưng mà thực ra là chúng tôi muốn nói là một cái thành phố mà có khoảng chừng 400.000 dân thôi. 400.000 dân mà so với Việt Nam thì chúng ta biết là Việt Nam có quá nhiều các cái thị xã thành phố hơn 400.000 dân. 400.000 dân nó còn chưa bằng phân nửa của cái thành phố Biên Hòa nữa. Thành phố Biên Hòa là 1 triệu mấy rồi. Cho nên là chúng ta thấy là cái Auckland đó, nó cũng chỉ dừng lại như vậy thôi, cũng chỉ có một cái cảng thôi. Và Auckland là một trong hai cái thành phố rất là tồi tệ của California về vấn đề an ninh. Rất là kinh khủng. Ai cũng đã thấy rồi, từ năm 2000 đó cái thành phố này nó có khoảng chừng ngầm 400.000 dân, sau đó thì đến năm 2006 nó xuống chỉ còn 200.000 dân. Người ta đi rất là kinh khủng luôn. Nói chung thì có thể nói rằng mấy chục ngàn dân người ta đã bỏ cái khu vực đó. Bởi vì sau này thì bắt đầu nó mới trở lại, và chính ông Bush, tổng thống Bush trước đây cũng đã từng đánh giá là nơi đây là một cái nơi rất là nguy hiểm. Và ý chúng ta muốn nói rằng đó, nhiều người họ đặt vấn đề rằng một cái thành phố không có phải là cái gì lớn lắm, tại sao lại phải đi mời vào tòa nhà quốc hội lại tiếp đãi mà hai bên ngồi với nhau đối thoại giống như là ngang hàng với nhau. Thì thật ra không phải, các bạn đánh giá như vậy thì cũng hơi quá đáng. Về mặt hình thức thì đúng, nhưng mà về mặt thực chất á, chúng ta thấy là cái việc tiếp đón này cũng cũng chỉ là ủy ban đối ngoại quốc hội Việt Nam thôi. Tiếp đón thì cũng giống như một cái kiều bào. Thật ra thì nhiều kiều bào như là chúng tôi đến mà ủy ban cái gì mà người Việt hải ngoại gì đó thì chúng ta cũng phải tiếp xúc được, ngay cả mặt trận chúng tôi có thể đi vào được, bởi vì mình là người Việt Nam ở hải ngoại và mình về với cái thiện chí đàng hoàng thì người ta vẫn tiếp đón. Chúng ta đã từng chứng kiến rồi, nhiều Việt kiều về được tiếp đón lắm, và người ta tiếp đón người ta cũng lắng nghe người ta để cũng nói những cái điều chung chung là tạo điều kiện phát triển, là tạo điều kiện cho kiều bào hải ngoại các thứ, người ta nói cũng để chung chung thôi, và cũng dừng lại ở chỗ làm những cái chuyên viên hay là những cái người mà quan chức ở trong cái lĩnh vực của ủy ban đối ngoại, chứ không phải là quốc hội chủ tịch phó chủ tịch gì hay là ngay cả những cái quan chức gì cao hơn. Cho nên cái điều đó cũng rất là bình thường thôi, mang chất xã giao, mang chất làm giao lưu, mang chất làm để mà lắng nghe, chứ cũng chả có đi đến một cái sự ký kết hay là những cái đao to búa lớn gì cả. Các bạn đừng có đặt trọng quá, đừng có đánh giá quá cao, bởi vì khi mà chúng ta đánh giá quá cao thì mới có thể tạo ra những sự cục hận. Còn bây giờ thì chỉ chốt lại một vấn đề, đó là trong cái khuôn viên chính trị và cái việc trở về của ba của ông David Dương, và những cái điều mà hoạt động trước đây gắn liền với ba, thì chúng ta thấy rằng nó có những cái sự mâu thuẫn, nhưng mà thật ra những cái sự mâu thuẫn nó cũng hợp lý thôi. Hợp lý là bởi vì cái cách hành xử của những người mà họ làm kinh doanh nó khác với những người làm chính trị, nó khác với những nhà thầy tu, nó khác với những nhà đạo đức, và đó mới là cái vấn đề. Và chúng ta xin tạm dừng ở đây và sẽ trở lại về những cái đề tài tương tự trong thời gian tới khi mà có thêm những cái thông tin. Xin kính chúc quý vị một ngày thật là yên vui.